cứ ấy ngài hơ bị nòng quân chớ nằm buộc hai xử tớ ấy chù chia lai mưa hành chính đầy mảnh đầy ngài công an Nghệ An im tành ọc mô hình tì phá tu nửng quân công an cấp xã tầng cai chơi nham nửng đầy ít xì mô hình im ít này. Ông Nguyễn Văn Sửu, hốc 63 tuổi, mà công an xã Thọ Sơn, huyện Quy Hợp, kể chia lai, men ọc hươn hờ lực. Ông có hết muộn, chơ công an cấp xã, chàng mi, tỉa việc pha tu nửng, họ tỉ họ tang. Còn hẳn, cơ bắn khẩu, ông phải tèm lừa mư chù neo chia lai. Chân thì, tò tèm hào, ăn phiếu nửng xin. Chù chết, men năm cán bộ công an, tành nưa máy tỉnh, mi dữ liệu, hong bí nổng. Chuyển cái khẩu lên cho cháu đến thị trấn. Hắn thì khỏi hơn ọc khẩu hờ lan hơn thị trấn. Lan to đăng ký nữa ạ. Tên thì ê sang lơ hàn cởi hơn. Kỳ bữa là mi phiếu mà. Hên có ngài, mảnh. Chứ thì mi công an ê việc tỷ nừng. Xì túc khỏi có hết ngài. Mời ai ê việc bị nòng có hết xuân chơ. Lãnh đạo quân huyện Quy Hợp. Công an huyện Quy Hợp im hệ thống camera xẻ moi, cả tí ế việc phá tu nửng, hòn công an xa một xã thị trấn, cứ xẻ moi bèn sang chế việc, hòn cản bộ, chơ tạch ọc, toàn bí nỏng. Tè chơ mẹn tạch ọc công an chính quy mưa xả, công an Nghệ An im mi kế hoạch, bìm phúc tế việc phá tu nửng dù công an xả. Năm mẹn khờ hơn, túc sỏi đầy bí nỏng đi hơn. Tờ chớ bọc sòn khờ khắt hong lãnh đạo công an tỉnh, chớ bấm môi túp sỏi hong chính quyền chủ bàn mường. Họt bươn húc bi song in song song, hơn xí hỏi nưa xí hỏi húc xíp công an xà phương thị trấn cả Nghệ An. Ao tỉ ê việc tăng nửng, hào ít. Bí nỏng xung chơ, nằm mô hình nỉ, im giom đầy lai chơ hượt hơ bí nỏng. Chớ xử lý chớ ê việc hơ bí nỏng mảnh tăng đầy. Bươn ý phá hòn, hào nì có hên dên giỏi. Cán bộ dù nì mít chơ, toàn bí nỏng họ tì họ tàng. Khi đồng chí trưởng công an phường đề xuất chủ trương sang. Chơ đồng chí trưởng công an phường và hàm, sĩ ban nhân dân im báo cáo hơn ban thương vụ đảng ủy xung chơ. Mưa việc ít, có khư túc sỏi mê ngân, cơ bánh sáng tỉ ế việc. Nhất mèn toàn tục, mưa tỉ ế việc pha tu nửng. Cơ cặp thi, mèn toàn chơ ế việc, không bí nỏng là nghìn. Im mít này chơ sắp càng cấp ủy chính quyền. Côn công an, năm pỉ nỏng, tầng khở khắt, đầy pỉ nỏng xung chơ. Mô hình tế việc tăng nừng công an cấp xã dù Nghệ An, chớ tẻ ý mới đầy. Đầy bộ công an nho sung, tầng bọc sòn công an chủ bàn mường xẹp moi cử tảnh ọc, sang lơ hở nhằm, năm kinh tế xã hội hong là tỷ. An mèn cử nho sung chủ chế đầy hong công an cơ sở, quân công tác bên sang hành chính, ao pỉ nỏng ế căng sẵn. Tại hành Bình Phúc, mưa an ninh nhân dân, hành mạnh.